Hôm nay được đi về giống như là về quê vậy đó. Ở đây có một cây đu đủ rất là nhiều trái, nhưng mà trái nó nhỏ xíu, nó nhỏ như trái xoài. Mình nghỉ lễ mình đi đến cái nơi rất là vắng vẻ như vậy thì mình sẽ tận hưởng được cái không khí miền quê. Wow. Vừa bát ngát luôn. Ở dưới này thiệt là đã luôn á, xung quanh chỉ có một mình cực kỳ đã. Đây nó đúng là nghỉ dưỡng khi về quê. Wow. Mặc dù nói đã chứ nó rất là nóng. Nóng cực kỳ nóng luôn. Rất là đẹp. Ở phía sau này có một cái hồ nữa. Cái hồ này mình có thể câu cá được. Mình có thể câu cá được, nhưng mà hôm nay là ngày 1 tháng 5, mình đừng nên câu cá. Mình cứ ra ngoài kia, mình mua cá người ta câu rồi, cái mình đem về mình ăn thôi. Rất là ngon luôn. Cá thịt rất là dai luôn, đặc biệt chiên xù cũng bánh tráng nha. Bao ngon. Quán cà phê ở trên sân thượng. Một nơi rất là quen thuộc. Quen không Dung, quen không? Quen. Hôm nay trên này mát ha? Quen mát. Bầu trời rất là đẹp ha. Đây sẽ thiệu có một thắng già nữa. Bạo lực quá, hôm nay bạo lực quá. Hôm nay là vào mùa lavender cho nên là mình phải giới thiệu những thức uống mới rất là đặc sắc lavender. Đây sẽ giới thiệu thức uống gió lực lavender. Lavender gió lực sẽ được. Nhưng mà nó rất là thơm. Ngửi thì nó rất là thơm mùi lavender. Và wow, giờ thử nha. Hấp dẫn không? Quậy lên, hút thử nha. Mùi giống phở bò quá ta. À như vậy nó có quế, nó có quế cho nên có mùi giống phở bò đó. Đúng là một cái uống đậm chất Việt Nam. Uống cái này khỏi đi phở.